Hi, xin chào mọi người, với channel của mình Helbu Mini. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách customize setting cho GTA 5 nha các bạn. Là mình sẽ tùy chỉnh, tùy thích vào cái sở thích của mình, vào cái setting của Grand Theft Auto 5 nha các bạn. Ok, thì hiện tại bây giờ mình đang bị bệnh đó các bạn. Cho nên là mình nói giọng nó hơi bị khàn khàn thôi các bạn thông cảm cho mình nha. Mà do là mình làm YouTube nên là mình phải quyết tâm làm cho đến cùng, cho nên là bây giờ mình sẽ dẫn luôn nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn vào cái thư mục đồ của mình này giùm mình, và các bạn thấy dòng góc tao đó, các bạn ấn vào cho mình lên đắp ô tô 5 rồi setting cho mình nha. Rồi các bạn vào cái nó bắt này giùm mình. Rồi đầu tiên thì những bạn nào dùng cả FX 150 tới 350 thì các bạn sẽ tên giống như hệt mình luôn nha các bạn. Đây thì mình sẽ để cái file này ở dưới cái phần demo mô tả gì các bạn, mình sẽ để link Google qua ở dưới và để tải nhanh nha các bạn, để link Google ra tải cho nhanh đó. Nếu như các bạn làm giống như mình rồi nè thì các bạn ứng xe cho mình nha, ứng xe lại cho mình đó. Mà mình muốn nhắc bạn cái điều này là cái thư mục này của mình là mình chỉ mix lại thôi, mix lại từ bên nước ngoài đó, do là ở bên nước ngoài á, bên đó người ta chỉnh rất là thấp luôn nha các bạn, chỉnh cực kỳ thấp luôn, nhìn đồng hồ nó tệ tệ đâu luôn đó. Sau mình mix lại, mình làm cho hình ảnh nét lại nhưng mà vẫn tối ưu cho cái card mình nhất đó, vẫn đẹp vẫn nét, nhưng mà nó sẽ chơi mượt trên 70 fps luôn nha các bạn đó, mix lại sao cho nó đẹp nhất có thể đó. Cho nên là mình phải mất gần 2 tiếng đồng hồ rồi mình test đi test lại cái đồ họa của GTA 5 khi mà mình tùy chỉnh nha các bạn, khá là mất thời gian đó. Thì khi mà các bạn tải xuống á thì các bạn sẽ được lựa chọn ba cái, là một cái là GT 930 ở GT 830 em tới FX 330 và GT 940 tới FX 350, là cái dòng đuôi là 30 tới 40 á, là dòng đuôi của số yếu đó, là của cạc yếu. Cạc yếu là thường hay có đuôi là 30 40, còn cạc mạnh á, là thường hay có đuôi 50 với 60 70 là cạc mạnh nha các bạn. Còn những cái cạc mà Intel UHD hay là HD graphics á, là cạc on trong laptop mình á, thì bạn nào mà dùng cạc on á, mà các bạn vẫn thích đu theo Grand Theft Auto 5 để chơi online chung với độ PC á, thì các bạn làm ơn hãy xài cái setting này cho mình nha. Đó thì đây là những cái file mình đã mix lại hết luôn rồi nha các bạn, và phù hợp nhất cho từng loại máy. Đây thì khi mà các bạn vào setting này nè đó, thì các bạn hãy điều chỉnh lại cho mình cái dòng card này nha các bạn. Đây cái dòng này thì bạn nào dùng card MX 130 á thì bạn chỉnh lại cho mình là số 1 đằng trước nha, ở trên số 1 đằng trước là 130. Còn bạn nào dùng 230 á thì chỉnh lại này là tần số 2 cho mình. Còn bạn nào dùng 330 á thì các bạn cứ để nguyên như thế này cho mình. Đó. Thì đơn giản lắm, các bạn vào cái Costar game này và Grand Theft Auto 5 setting lại. Đó, rồi sau đó các bạn chú xuống, các bạn thấy cái vòng này là đó, thì các bạn hãy cất cái vòng này, các bạn cất từ cái dòng Nvidia này là tới cuối này luôn. Đó. Cất vào ở kết xong rồi đó, thì các bạn quăng qua cái setting tùy chỉnh của mình đó là được nha các bạn. Đây quăng quăng qua cái setting tùy chỉnh thì dưới đây giùm mình đó, thì nó sẽ tối ưu theo từng cái của mình nha các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào test nha các bạn. Thì hiện tại bây giờ mình đang dùng cái FX 150, là một con cạc cũng khá là mạnh trên laptop nha các bạn, có thể chiến Forza hơn hơn cái dịch 5 đông setting trên 35 fps, 35 tới 40 fps là khá là mượt luôn nha các bạn. Đây thì mình chuẩn bị nâng thêm một cây RAM nữa là 8GB nữa là 16GB, chuẩn bị nâng lên dual nha các bạn, thì nó sẽ bộc phá hết hiệu năng của con card đồ họa của mình luôn, thì lúc đó mình sẽ chơi game mượt hơn khá nhiều nha. Và những con card mà FX 150, 250 và 350 á thì với RAM ban đầu nó chỉ có 2GB thôi, nhưng khi các bạn độ lên thêm 8GB nữa là dual á thì cái này nó sẽ lên 4GB luôn nha các bạn, lên 4GB về RAM luôn nha. Đó còn này là card on của mình à, card on của mình cũng khá yếu, trời cực kỳ yếu luôn, có 128
PVGAU nè, CA gì. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào test luôn nha các bạn. Sẽ vào cho các bạn xem luôn. Thì mình đang để cái setting là V2 setting và theo cái cài đặt tùy chỉnh của mình nha các bạn. Ok, thì các bạn để cho nó vào nha. Ok, thì mình đã vào game rồi nha các bạn. Và mình sẽ cho các bạn xem là nó mượt như thế nào nhé. Thì hiện tại bây giờ mình đang chơi như vật Trevor nha các bạn. Và mình sẽ show setting cho các bạn xem luôn. Đây, mình để V2 hết luôn nha các bạn. Để full V2 hết luôn. Và nó rất là mượt nha. Đây. Và đây chính là cái VRAM nó. Trời ơi, các bạn thấy không? Nó ngốn có một xíu luôn. Nó ngốn có 1139 MVRAM. Ban đầu của nó các bạn biết nhiều không? Nếu như mà các bạn để V2 hết luôn á là ban đầu nó ngốn tới gần 2 GB RAM, đúng rồi, gần 2 GB RAM luôn. Ngốn khá là kinh khủng luôn nha các bạn. Đó, khi mà các bạn để V2 setting và cái này mình miss lại làm sao cho cái này ít nhất có thể, và hiện tại bây giờ nó còn như đây thôi nha các bạn. Và nó vẫn đủ độ nét và chi tiết cho các bạn chơi nhé. Đó, thì mình chỉ lọc ít xe cộ lại, mình làm cho mát nó lát ít lại, thì dẫn theo đó thì FPS nó sẽ cao hơn và ngốn VGA ít hơn nha các bạn, nhưng hình ảnh nó vẫn sắc nét như bình thường. Xe cộ ít lại thì ít lại có 15-20% thôi nha các bạn, ít lại không có nhiều. Ok, mình sẽ gọi cô Mac chơi nha. Cô Mac là xe Butcher đấy, công canh gan dép ô tô là có mét là Butcher. Mà Butcher này cũng đời cũ rồi nha các bạn. Butcher này cỡ năm 2006-07 gì đó. Mình nhớ là gì. Do mình chơi Forza Horizon 5 á nên là mình biết nó xe sản xuất bao nhiêu luôn nha các bạn. Thì vài bữa nữa thì mình sẽ làm ra một cái part setting cho Forza Horizon 5 và Grand Theft Auto 5 luôn nha các bạn. Part custom setting. Cho cái này là mình tự tạo tự làm cho nên là chơi rất là mượt nha các bạn. Nó mượt hơn hẳn so với cái tiêu chuẩn ban đầu của Rockstar luôn. Thì hiện tại bây giờ thì mình sẽ cho các bạn rất nhiều người lựa chọn, mà các bạn dùng cái setting thấp nhất của mình là dành cho carbon á, thì như mà các bạn vẫn còn thấy bị drop FPS á thì các bạn hãy comment ở bên dưới cho mình nhé, để mình xem. Và sau đó mình sẽ fit lại rồi custom lại, và sau đó mình sẽ upload lại một cái file custom mới nha các bạn, một file custom khác. Mà tổng quát lại là mình thấy là không bị góp luôn nha các bạn, chơi không hề bị góp luôn, bị góp khung hình, bị góp lại cái dạng như là từ 60 fps mà nó tụt còn 45-40 đó các bạn. Đó, còn kỳ này mình thấy chơi mượt hẳn luôn. Nó không còn bị góp như là mình chưa có custom. Nó không còn bị góp như là ban đầu nữa nha các bạn. Và mà mình custom lại cái nữa nó mượt hơn hẳn luôn. Ít bị góp lại. Thề với các bạn luôn, khi mà các bạn không di chuyển chuột trong GTA 5 á thì xe nó rất là khó lái. Và khi mà các bạn di chuyển chuột rồi cực kỳ dễ lái. Còn Forza Horizon 5 á là về cơ bản là cái setting của nó có nhiều tùy chọn rồi. Ở cái setting camera của nó thì có rất là nhiều sự lựa chọn, xa gần trong máy và ở đằng trước xe nha các bạn, có thể tùy chỉnh camera. Cho nên là Forza Horizon 5 là chính là tuổi thơ của mình đó, trồng game Forza là tuổi thơ của mình đó. Mình chơi từ Forza Horizon 1 là chơi Xbox 360. Forza Horizon 1 với 2 là chơi Xbox 360. Còn Xbox One là mình chơi Forza Horizon 3 và 4. Còn 5 thì mình chơi trên PC. Ủa, 4 năm chứ, 4 năm là mình chơi trên PC. Do mình đang có tài khoản của Microsoft á, cho nên là mình sao lưu được những cái mà mình đã chơi rồi nha các bạn.
bởi vì mình thích dùng Xbox là gì á, cho nó đồng bộ được với cái hệ điều hành Windows, cho nên là rất là dễ tối ưu luôn nha các bạn. Dễ sao lưu và tối ưu luôn nha các bạn. Thì các bạn thấy đó, các bạn thấy nó mượt không, rất chi là mượt luôn nha, không hề bị gớt luôn nha. Còn những cái custom mai mà của bên nước ngoài á, họ làm hình ảnh rất là xấu, nó không có đẹp như mình, cho nên là khi các bạn chơi thì các bạn sẽ thấy cái hiện tượng là bị găng cưa khá là nhiều nha các bạn. Còn cái này mình thấy là không bị găng cưa luôn, do mình để cửa găng cưa 16x mà chơi cũng rất là mượt nha các bạn. Ok thì mình sẽ ra ngoài và mình sẽ cho các bạn coi thử là cái setting của mình là mình làm sao để ít được, để ít người lại luôn nha các bạn. Ok thì bây giờ mình sẽ thoát game. Ok hiện tại bây giờ mình đang ở ngoài cái library của Windows nha các bạn. Thì đầu tiên thì các bạn nhấp vào giùm mình cái Gop Star của mình, là Gop Star đó, và tiếp theo các bạn pack, thì các bạn bắt cái setting của tùy chỉnh mình vào đây nha các bạn, và sau đó mình sẽ vào cho các bạn coi thử là mình làm sao để có được cái tùy chỉnh mượt mà nhất nha. Thì đây chính là cái local scan, là tốc độ xử lý hình ảnh á. Thì mình không phải tốc độ mà là cái xử lý hình ảnh cao hay thấp á, thì mình để 2000, ban đầu của nó là tới 3500 lần nha các bạn, khá là cao, cho nên là hình ảnh nó cực kỳ nét, nhưng mà đổi lại là nó sẽ lắc và nó được tối ưu luôn nha các bạn. Thì mình giảm này xuống thì hình ảnh nó vẫn vậy thôi, nhưng mà nó sẽ được tối ưu hơn khá nhiều nha, nhưng mà lắc thì nó sẽ lắc mắt ít hơn nha các bạn, nó sẽ lắc mắt ít hơn khá khá nhiều á. Thì cái pet này cũng vậy, pet là những con thú, con chó, con mèo rồi con trâu được các thứ á đó. Đó thì mình giảm lại một tí, là ban đầu của nó là 2500, mình giảm xuống còn 1200 đó. Thì đây là cái anti này nè các bạn, là cửa ăn cương 16x luôn, và cái FXAA là 4x luôn nha các bạn. Đó mình để cửa ăn cương cao nhất có thể luôn. Và cái pi nè là cái tòa nhà, thì nếu như mà bạn máy nào yếu nữa, yếu hơn máy mình á, thì các bạn làm ơn hãy giảm thông số này xuống cho mình luôn, là giảm xuống còn 1000, hoặc là các bạn giảm xuống cái này không và cái này còn 100 luôn nha các bạn, thì nó sẽ lắc mắt ít và mượt hơn nha. Đó đây là loạt những căn nhà nên là mình sẽ giảm thấp xuống nha các bạn. Đó thì dẫn tới đó thì máy của các bạn sẽ chơi Zen Dev Auto 5 mượt hơn nha. Và cái block này cũng vậy luôn, mình giảm xuống còn 25, và cái Massage Streaming Replay thì mình giảm xuống còn 512. 512 là sao, là 1 km vuông của các bạn, 1 km của các bạn thì sẽ xuất hiện chỉ có 512 người, còn hồi trước là nó tới 1024 người lần nha các bạn, xuất hiện khá là nhiều người trong 1 km vuông, cho nên là dẫn tới là máy nó sẽ dạng bị góp FPS khá là nhiều luôn nha các bạn. Còn cái này là độ phân giải, này là độ phân giải mình tùy chỉnh nha, do cái độ phân giải này á các bạn phải tùy chỉnh sao cho nó hợp lý nha, đúng cái màn hình 16:9 của các bạn luôn, thì nó mới dạng là chơi game một cách tối ưu và mượt mà nhất nha các bạn. Thì cái này thì mình dạng random á, mình dạng làm theo cái kiểu cạc đồ họa các bạn, nhưng mà các bạn để ý nha, những cái cạc đồ họa nó rất là liên quan tới độ phân giải của màn hình luôn, ví dụ như cái số cuối là 80, 50, 60, 70 hay là 30, 40 á, thì nó đều liên quan tới độ phân giải của màn hình. Nhưng mà các bạn dạng là suy nghĩ chuyên sâu vào á, thì các bạn sẽ cảm nhận được cái độ phân giải của màn hình nó có trong chỏng. Đó, cho nên là mình làm theo cái tùy chỉnh và sở thích của mình, cho nên là nó rất là phù hợp với Grand Theft Auto 5 luôn nha các bạn, nó không hề bị gớt và bị lỗi luôn nha. Đó và sau đó các bạn nhấn save và vào game test thôi. Ok nếu mà các bạn thấy hay thì mày nhớ like, share, subscribe, nhớ để lại comment bên dưới cho mình nhé. Ok với các bạn.